Xin chào quý khán giả của CafeLand TV. Như quý vị có thể thấy thì phía sau Như Quỳnh đó là nhà thờ Đức Bà và hiện công trình đang trong quá trình tu sửa và dự kiến thời gian hoàn thành vào năm 2023. Tuy nhiên theo thông tin mới nhất, công trường xin gia hạn thời gian hoàn thành đến năm 2027. Vậy hiện trạng công trình bây giờ ra sao và nguyên nhân phải lùi thời gian hoàn thành? Trong video hôm nay, quý khán giả hãy cùng CafeLand đi tìm hiểu nhé. Nhà thờ Đức Bà nằm bên cạnh công trường công xã Paris, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, được xây dựng vào năm 1877, dài 93 m, rộng 35 m, cao 75 m, phong cách kiến trúc Roman, cải biên pha trộn phong cách kiến trúc Gothic. Đây là công trình kiến trúc đặc sắc từ thời Pháp thuộc do kiến trúc sư G. Bora thiết kế. Nhà thờ này có vị trí đắc địa nằm ngay trung tâm quận nhất với công trình kiến trúc độc đáo, là địa điểm giáo dân tập trung làm lễ vào các dịp lễ Tết, nhất là lễ Giáng sinh. Ngày thường, quanh nhà thờ Đức Bà là địa điểm quen thuộc của nhiều bạn trẻ và cũng là nơi nhiều cô dâu chú rể đến chụp ảnh cưới. Không chỉ với người dân thành phố, công trình này còn là điểm tham quan của rất nhiều khách du lịch quốc tế. Mỗi ngày có hàng trăm đoàn khách nước ngoài đến tham quan, dự lễ tại thánh đường. Gần 146 năm sử dụng, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt việc tu sửa nhà thờ Đức Bà vào năm 2017. Ban đầu, dự kiến việc trùng tu này sẽ hoàn thành vào năm 2019. Tuy nhiên, sau quá trình thẩm định, việc sửa chữa cần nhiều thời gian hơn nên Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh đã xin gia hạn việc thi công đến năm 2023, nhưng đến nay công trình này vẫn chưa hoàn tất việc trùng tu vì nhiều lý do khách quan. Liên quan đến tiến độ tu bổ của nhà thờ Đức Bà, ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án tu bổ công trình nhà thờ Đức Bà được khởi công vào năm 2017, dự kiến hoàn thành vào năm 2023 bằng nguồn vốn xã hội hóa do Tòa Tổng giám mục thành phố làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, do các khó khăn vì dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên công trình không thể hoàn thành tiến độ đề ra. Theo ông Hoàng Anh, để tu bổ, phục hồi công trình, một số nguyên vật liệu phải nhập từ nước ngoài như Bỉ, Pháp, Đức. Thời gian qua, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến toàn cầu nên việc nhập nguyên vật liệu bị gián đoạn. Mặt khác, quá trình thi công tu bổ, tôn tạo phải thực hiện theo đúng quy trình chặt chẽ của Luật Di sản Văn hóa và các quy định khác có liên quan nhằm đảm bảo tính khoa học, tính nguyên trạng của một trong những công trình biểu tượng của thành phố. Hiện nay, các đơn vị đang khắc phục những khó khăn do dịch bệnh, tiếp tục tu bổ công trình. Dự kiến, tiến độ thi công công trình sẽ kéo dài đến năm 2027. Một chuyên gia của Bỉ khi lên tầng 17 của nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đã chia sẻ, theo quy định của châu Âu, 50 năm trùng tu một nhà thờ, 100 năm thì đại trùng tu. Ở đây, khi bắt đầu trùng tu là 135 năm rồi, do hoàn cảnh mình thôi, không đủ điều kiện. Ngoài ra, một yếu tố nữa là 2 năm Covid-19, tất cả mọi nước đều giãn cách, đứt gãy vật tư, rồi chiến sự Ukraine, tăng giá là những nguyên nhân làm cho việc trùng tu kéo dài. Vừa qua, Tổng Giáo phận Sài Gòn cho biết, hai thánh giá 127 tuổi, cao gần 4 m, ngang hơn 1,8 m, nặng 1.200 kg, đặt trên đỉnh tháp chuông nhà thờ Đức Bà quận Nhất vừa được tháo dỡ để đưa sang Bỉ phục chế. Linh mục Hồ Văn Xuân, trưởng ban trùng tu nhà thờ Đức Bà cho biết, đây là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với Tổng Giáo phận Sài Gòn. Sau thời gian chuẩn bị rất lâu và trải qua vô vàn khó khăn, tôi, ban trùng tu và các chuyên gia đã chạm tay vào hai cây thánh giá đã từng được đặt trên nóc nhà thờ Đức Bà suốt 127 năm qua. Tất cả các chuyên gia, anh em kỹ sư, công nhân đã rất xúc động khi chạm vào hai cây thánh giá được gỡ xuống để đem sang Bỉ phục chế. Theo tìm hiểu, phần lớn vật tư sử dụng trong việc trùng tu được nhập chủ yếu từ châu Âu, nhiều nhất là ở Đức, Bỉ, Pháp, thậm chí nhập cả cát và vữa. Toàn bộ vật liệu xây dựng từ xi măng, sắt thép đến ốc vít được mang từ Pháp sang phục vụ xây dựng. Mặt ngoài của nhà thờ xây bằng loại gạch đặt làm tại Pháp để trần, không tô trát, không bám bụi rêu, hiện vẫn còn màu sắc hồng tươi. Theo đó, các vật liệu được vận chuyển bằng đường biển và hàng không để đảm bảo tiến độ thi công công trình. Linh mục Xuân nói, công trình được trùng tu theo nguyên tắc tốt giữ, hư sửa, hư hỏng hoàn toàn thì thay nên đòi hỏi tốn nhiều thời gian và công sức. Tôi cố gắng làm hết sức hoàn thiện công trình này để thế hệ tương lai sử dụng ít nhất phải 100 năm nữa. Theo đó, trả lời thắc mắc thời gian qua, nhà thờ không thi công gì, Linh mục Xuân cho biết, công nhân thi công nhà thờ cũng là những công nhân được chuyên gia nước ngoài đào tạo bài bản, đạt yêu cầu thì họ mới cho làm. Tối đa tại công trường có mặt hơn 40 người, khối văn phòng khác nữa. Thỉnh thoảng chuyên gia bên châu Âu qua theo từng đợt, từng công việc. Hiện họ đang tập trung làm trong hai tháp chuông và hai tháp kẽm nên người dân không thấy từ bên ngoài. Hai tháp chuông và hai tháp kẽm là hạng mục công trình quan trọng bị hư hỏng nặng nề, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024. Sau khi trùng tu xong những phần này, nhà thờ sẽ cho kéo chuông trở lại. Công việc tiếp theo là hoàn thiện mái ngói, máng xối, hệ thống thu lôi. Đặc biệt, vật liệu trang trí trên đỉnh mái nhà thờ không sử dụng xi măng vì nắng nóng sẽ nứt. Linh Mục Xuân cho biết thêm, chúng tôi sử dụng vữa đặc biệt pha theo tỷ lệ riêng, dưỡng ẩm 28 ngày, sau đó biến thành đá không nứt. Hạng mục khó khăn nhất là trùng tu 2 tháp chuông và 2 tháp kẽm. Còn hạng mục tốn kém thời gian và công sức nhất là thay gạch, trang trí cho vách nhà thờ. Để đảm bảo an toàn cho công trình, nhà thờ Đức Bà đã mua giàn giáo của Đức, tính từ mặt đất lên đến đỉnh, giàn giáo cao tương đương 29 tầng. Linh mục Hồ Văn Xuân vừa xác nhận rằng toàn bộ xi măng, vữa, cát, đá và từng viên gạch đều được nhập cảng từ châu Âu, khiến chi phí và thời gian trùng tu đội lên nhiều so với dự tính ban đầu. Chắc chắn sẽ đội chi phí, nhưng bao nhiêu thì mình chưa tính được, bởi vì một công trình xây dựng mới có thể tính trừ hao được, còn đây tới đâu tính tới đó thôi. Theo Linh Mục Xuân, chi phí cho việc trùng tu là do bà con giáo dân thành phố Hồ Chí Minh và ở hải ngoại chung tay đóng góp. Ông cho biết những ông cụ, bà cụ, những người ngày xưa đi nhà thờ này gửi tiền về. Với những thông tin mà CafeLand vừa chia sẻ, theo bạn, liệu công trình trùng tu nhà thờ Đức Bà có kịp tiến độ đã đề ra? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở bên dưới phần comment để mọi người cùng thảo luận nhé. Đồng thời, nếu thấy thông tin bổ ích, hãy nhấn like, share và đừng quên nhấn subscribe kênh để CafeLand TV có thêm động lực sản xuất nhiều video hay và hấp dẫn về thị trường bất động sản nhé.